Tự lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ Hai 16 tháng 5 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Ngôn ngữ lỗ mãng của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Thưa quý khán giả, sáng hôm nay thì trang online của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, tức là RFA, có chạy một cái hàng tin là video Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính chửi thề không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bản tin của Arab nói rằng video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13 tháng 5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ nữa, mà không rõ nguyên nhân vì sao. Bản tin nói, cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Chính và các quan chức khác, bao gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra trước cuộc gặp giữa phái đoàn của Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, và được nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ và phát trực tiếp trên kênh YouTube của Bộ này. Chúng tôi xin mời quý khán giả bỏ ra 3 phút đồng hồ để theo dõi trọn vẹn cái video clip cho thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã nói lỗ mãng như thế nào ngay tại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Chỉ có mỗi ông này, ngồi quan trọng lắm, nhưng anh phải dành nhiều thời gian chia sẻ. Mòn lắm rồi. Cái này thì nó đã nã. Cái ông cố vấn Ninh Quốc gia này. Mày rõ ràng, rất là rõ ràng. Rõ ràng xong phẳng mẹ, sợ chứ. Nói nó cũng phải gắt. Dạ. Ngay đoạn mà cậu với cùng cậu biết, cậu nói là nhưng mà tôi không được tiền Nga được. Ông hai bên đó, ông chưa tin cậy trong khi là chuyện lớn đấy rồi không? Mình thì nói thêm với ý là nhưng nó dài dòng, như kể cả tôi với ông ngày xưa thế mãi mình tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà thôi, nó lắm vấn đề. Đối tác của cái đại tướng Tô Lâm cũng là làm xỉu luôn đấy. Chỉ có thằng khó, cái thằng tình cơ về đi rồi. Nhất ông qua tiếp thì của mỗi thằng này. Tiếp trong Nhà Trắng này. No filming right now, please. So that way I can push them out over. So definitely, just for now, I don't want you to film our leaders. It's just a protocol. Thank you.
Khán giả của The Book Store vừa theo dõi nguyên cái đoạn 3 phút mà cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có những lối ăn nói hết sức là bỏ bã, sắc láo khi mà đề cập đến nhiều viên chức của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đưa thí dụ là có những viên chức của phái đoàn Phạm Minh Chính dùng những cái ngôn ngữ như là mẹ các thằng cha này, thằng này, thằng nọ. Riêng Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì khi đề cập đến cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger thì Tô Lâm gọi ông Pottinger là thằng. Phạm Minh Chính còn lỗ mãng với câu nói rõ ràng, song phẳng, mẹ nó có sợ gì đâu. Riêng bốn cái câu rõ ràng, song phẳng, mẹ nó có sợ gì đâu. Suốt hai ngày vừa qua, mạng xã hội Việt Nam đưa lên tràn ngập. Và không cần phải nói gì thêm cả, chỉ cần nói rõ lại bốn câu đó thôi, rõ ràng, song phẳng, mẹ nó có gì đâu. Là người ta biết ngay là nói đến cái đám lãnh đạo của Hà Nội vừa mới đi tham dự cái cuộc họp tại Bộ Ngoại giao của nước Mỹ. Đoạn video này ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều nhận xét của cộng đồng mạng. Một người xem video trên Facebook có tên là Kiên Nguyễn đã gửi một cái nhận xét cho đài RFA, viết như sau: làm khách tới nhà người ta mà ăn nói sau lưng chủ nhà một cách vô học, bố láo, bố tuét. Một người khác có tên là Lê Minh Hoàng viết: những câu nói này tưởng đang trên bàn nhậu nào đó, chứ không phải ở cấp ngoại giao cao cấp. Chính khách đại diện cho nước Việt Nam như thế này thì thật nhảm. Người khác có tên là Hoa Nguyễn cũng viết cho Đài Á Châu Tự Do Ban Việt Ngữ: ngôn từ từ miệng thủ tướng mà nghe như ở bến xe. Thưa quý khán giả, cho đến chiều tối ngày 14 tháng 5 giờ miền Đông Hoa Kỳ, khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ thì được báo là video unavailable, tức là không thể xem được nữa. Trên Twitter thì cựu nhà báo BBC là Bill Hayton viết, cái đoạn viết này được Đài Á Châu Tự Do Ban Việt Ngữ trích lại như sau. Ông Bill Hayton viết như vậy: thật quá là xấu hổ cho phái đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ đoạn video này xuống. Thưa quý khán giả, đây không phải là lần đầu tiên mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam gặp phải những cái chuyện như thế này về mặt ngoại giao khi đi công cán nước ngoài. Chúng ta còn nhớ là hồi tháng 10 năm ngoái, trong cái bối cảnh mà toàn nước Việt Nam ở nhiều thành phố, đồng bào mình đói khát, không có công ăn việc làm, không có lợi nhuận vì đại dịch đang lan tràn như vậy đó. Thì cũng ông Phạm Minh Chính nữa, Thủ tướng đấy, dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại nước Anh, dẫn theo ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì ông Tô Lâm đã đến cái ăn một cái bữa thịt bò mà được mệnh danh là ăn thịt bò rát vàng tại một quán nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Saltbeck. Bữa ăn có giá trung bình khoảng 1.975 đô la một người. Hình ảnh này cho thấy rằng Tô Lâm ngồi và cái ông đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ đó đang cắm một cái miếng thịt bò rát vàng đưa vào miệng của Tô Lâm. Không biết lúc đó Tô Lâm ăn cái miếng thịt bò này có nghĩ đến hàng biết bao nhiêu triệu đồng bào chúng ta Việt Nam đang đói khát, khổ sở, vật vã với cơn đại dịch hay không? Điều đáng chú ý là Tô Lâm đi ăn bữa ăn đó ở Việt Nam xảy ra đại dịch. Thì thưa quý vị, sau đó mọi việc cũng đâu vào đấy. Tức là Tô Lâm cũng vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Công an. Bữa ăn này của ông Tô Lâm đã khiến báo chí quốc tế chú ý. Nhiều báo lắm, báo Á Châu, báo Âu Châu và ngay cả báo Mỹ cũng đề cập đến bữa ăn này và họ đặt tên cho Tô Lâm là bò cộng sản. Video của Tô Lâm ăn bò rát vàng cũng được đầu bếp Sobby tung lên TikTok và lan tràn trên mạng xã hội, nhưng mà sau đó thì cũng bị gỡ xuống. Một ngày trước khi Phạm Minh Chính nói năng lỗ mãng, rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó có sợ gì đâu, thì chính từ cửa miệng ông Phạm Minh Chính, ông ta tuyên bố: chúng ta cởi mở, chân thành để làm việc. Khi hợp tác với nhau thì lợi ích hài hòa, mà rủi ro phải cùng nhau chia sẻ.
Và Phạm Minh Chính còn táo tợn nói rằng sẵn sàng đối thoại bất kỳ ai trên thế giới về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Phạm Minh Chính có phát biểu này hôm 12 tháng 5 tính theo giờ tại miền Đông Hoa Kỳ, trước một số các đại biểu doanh nghiệp của nước Mỹ tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ và Phòng Thương mại Mỹ ở thủ đô Washington. Báo Thanh Niên do nhà nước quản lý trên mạng online của Báo Thanh Niên đã trích nguyên văn lời của ông Phạm Minh Chính như sau. Chúng tôi mong các đối tác doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, về nhân quyền ở Việt Nam. Ông Chính nói chúng ta cởi mở, chân thành để làm việc. Khi hợp tác với nhau thì lợi ích hài hòa mà rủi ro phải cùng nhau chia sẻ. Ban Việt ngữ Đài Arab cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa từ trại giam khi đang thụ án 13 năm tù giam. Và ông Hồ Đức Hòa đã lên đường sang Hoa Kỳ hôm 11 tháng 5, tức là đúng thời điểm mà Phạm Minh Chính đến Washington để họp với Tổng thống Joe Biden trong cái hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Hoa Kỳ. Báo chí do nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát thì hoàn toàn không đề cập đến cái tin mà người tù chính trị Hồ Đức Hòa được thả. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, báo do nhà nước Hà Nội kiểm soát cho biết là cơ quan an ninh điều tra Long An đã bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc là chủ hộ của tỉnh Thất Bồng Lai. Và nhà nước đã cáo buộc cái tội danh cho bà Cao Thị Cúc là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Tỉnh Thất Bồng Lai là một nhóm những người theo đạo Phật và tu tại gia. Chúng tôi đi một vòng trên Facebook từ hôm qua tới bây giờ và ghi nhận được rất nhiều cái lời nhận định, bình luận, chỉ trích đối với Phạm Minh Chính về những cái lối ăn nói bỏ bã cái kiểu đó khi mình đi ra ngoại quốc, và nhất là cái lời tuyên bố là sẵn sàng đối thoại nhân quyền với bất kỳ ai trên thế giới. Facebooker Trương Nhân Tuấn viết như sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi họp mặt với giới doanh nghiệp Mỹ do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức hôm 12 tháng 5 rằng ông Phạm Minh Chính sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Ông Trương Nhân Tuấn nói, ông Chính nên nói chuyện với người trong nhà, tức là nói chuyện với những người ở Việt Nam để chứng minh lòng thành tín của mình. Cái lòng thành tín thì ông Trương Nhân Tuấn viết trong ngoặc kép. Để chứng minh lòng thành tín của mình trước khi nói chuyện với những người nước ngoài trên thế giới. Ông Trương Nhân Tuấn viết tiếp, thực tế cho thấy rằng bất kỳ ai ở Việt Nam chỉ cần có ý định nói chuyện về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, liên quan đến dân chủ, chưa tới mức độ nói chuyện cởi mở và chân thành, thì những người đó đều bị chế độ bắt đi ở tù. Những người bị bắt vì các tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, có thể bị kết án từ 2 cho đến 5 cho đến 7 năm tù. Viết báo chỉ trích chính quyền tham nhũng hối lộ hoặc tố cáo quan chức móc ngoặc tham ô, ngay cả viết báo tung tin vịt gây hoang mang trong dư luận kiểu thường xuyên xảy ra bên Mỹ thời của ông Trump vân vân. Tất cả những điều đó không thuộc về phạm vi hình sự. Tại Việt Nam thì các hành vi này đều bị quy vào tội hình sự điều 331. Còn đối với những sứ tư bản giấy chết, ông Trương Nhân Tuấn viết cái chữ tư bản giấy chết muốn ám chỉ là cái lối ăn nói của lãnh đạo Hà Nội cho rằng các nước tư bản như Hoa Kỳ đều là sắp giấy chết cả. Ông Trương Nhân Tuấn viết, tội danh này ở các sứ tư bản giấy chết nhiều lắm là chỉ bị phạt vạ thôi, rồi cười trừ chứ chẳng có ai làm gì mình cả. Bằng chứng là thời của ông Donald Trump không biết bao nhiêu người đã chỉ trích ông Trump mà có sao đâu. Đó là cái bản chất tốt đẹp của những nền dân chủ Tây phương. Ông Trương Nhân Tuấn viết, luật hình sự tại Việt Nam còn có các điều khoản rất chung chung, ai cũng có thể bị kết tội, đó là hành vi có ý định phạm tội. Điển hình, các điều 109, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 luật hình sự cũ, hay điều 117 tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì những người này nếu mà có ý định phạm tội thôi đó, hình phạt cũng có thể từ 1 năm cho đến 5 năm tù. Còn những người bị kết án về tội này, thí dụ như là tù nhân lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, thì câu hỏi mà ông Trương Nhân Tuấn nêu lên rằng
xét lại cho kỹ, thì hành vi của ông Trần Huỳnh Di Thức phạm tội gì? Vì ông Trần Huỳnh Di Thức chỉ muốn viết một bộ hiến pháp mới thay thế cho hiến pháp hiện thời, thì đó là hành vi hay là ý định lật đổ chính quyền nhân dân? Trương Nhân Tuấn nêu câu hỏi. Thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các bài viết ôn hòa không lẽ cũng là hành vi chống nhà nước xã hội chủ nghĩa hay sao? Yêu nước bằng một cách khác với Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc biểu lộ ý kiến cá nhân chống chủ nghĩa xã hội qua các bài báo, bài viết, bài nói chuyện không lẽ là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa hay sao? Ông Trương Nhân Tuấn nêu một câu hỏi này. Tại sao không bỏ tù cái người nói cái câu không biết trăm năm nữa có xã hội chủ nghĩa hay chưa? Chúng ta cũng nhớ lại, Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Nguyễn Phú Trọng không bị truy tố gì cả. Mà bây giờ còn là Tổng Bí thư Đảng, là nhân vật quyền uy nhất của cái hệ thống độc đảng đang cai trị tại Việt Nam. Rõ ràng, Nguyễn Phú Trọng nói câu này không chỉ xuyên tạc nhà nước xã hội chủ nghĩa, mà còn chửi khéo cả Đảng Cộng sản Việt Nam là ngu dốt đi tìm một thứ không có trên đời, kiểu đi tìm lá diêu bông. Đó là nhận xét của ông Trương Nhân Tuấn. Ông Trương Nhân Tuấn kết luận, bởi vậy, thay vì thách thức nói chuyện với người ngoài về dân chủ và nhân quyền, ông Phạm Minh Chính nên cùng Cộng sự Tô Lâm xét lại các vấn đề, các bản án đã bỏ tù hàng ngàn người tại Việt Nam liên quan đến các điều luật hình sự của chính nhà nước các ông đi. Tất cả những người này, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, họ bị ở tù chỉ vì họ nói chuyện thẳng thắn và cởi mở về vấn đề dân chủ và nhân quyền đó. Quý ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính ơi! Đó là câu kết luận của ông Trương Nhân Tuấn. Nhà văn và cũng là nhà đạo diễn Song Chi hiện nay đang sống tại bên Anh, viết như thế này. Nhân vụ ông Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tán gẫu một cách bỏ bã, kém văn hóa với cấp dưới, trong khi chờ diện kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, vô tình bị các camera ghi lại. Nghĩ cũng lạ thật. Thời chiến không có thì giờ học hành cho đàng hoàng thì không có trình độ, không biết cái ứng xử về ngoại giao là điều mà có thể hiểu được. Nhưng giành độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc gần nửa thế kỷ rồi, nhìn vào bằng cấp học hàm học vị các ông quan chức cộng sản thì toàn là tiến sĩ này, giáo sư này, phó giáo sư này, rồi nào bằng cao cấp lý luận chính trị này, chứng chỉ B Anh văn này, chứng chỉ Nga văn này, vân vân đủ cả. Mà cứ mở miệng ra thì dân cười, dân chửi cho. Đi ra ngoài ứng xử ngoại giao thì vừa bỗ bã sức láo, vừa thiếu văn hóa. Phát biểu trước mặt lãnh đạo quốc tế thì cứ khư khư cầm tờ giấy trên tay toàn nói tiếng Việt Nam. Phát biểu sau lưng người ta thì lếu láo. Nhà văn, nhà đạo diễn Song Chi viết, tiền thiếu gì? Tại sao không bỏ giờ ra mà học ngoại ngữ, học hành cho tử tế? Chứ không phải đua nhau đi mua bằng, chạy bằng, rồi thì thuê người về dạy cách ứng xử, nghi lễ ngoại giao. Ngay cả chuyện ăn mặc, nói thật chứ, các bà phu nhân của các ông lãnh đạo bây giờ từ cốt cách, thần thái, trình độ ngoại ngữ, thời trang vân vân vẫn cứ thua xa Hoàng hậu Nam Phương. Các bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ ông Nguyễn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà Đặng Tuyết Mai, vợ Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cách đây cũng từ 5-60 thập niên cho tới cả 9 thập niên về trước. Mà tiền bạc thì bây giờ họ, tức là cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản, đổ đi không hết. Muốn học gì, muốn mua sắm gì mà chẳng được. Nhà văn, nhà đạo diễn Song Chi kết luận, bao giờ còn giữ cái thứ tâm lý vừa mặc cảm nhược tiểu của một chế độ, chỉ chuyên đi xin đi vay các nước, và thường xuyên bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền, lại vừa kiêu ngạo cộng sản, ta đây thắng mấy đấy quốc to, và bây giờ Mỹ và phương Tây cũng phải cần ta vì vị trí chiến lược của Việt Nam, chứ ta không cần ai. Song Chi bảo, còn suy nghĩ như thế thì chẳng bao giờ khá nổi. Thưa quý vị, có một hình ảnh mà rất nhiều người chú ý, đó là lúc mà Tổng thống Joe Biden đứng cạnh ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng của nhà nước Hà Nội đó.
thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Joe Biden đúng cung cách là một người đã thuấn nhuần một cái nếp văn hóa Tây phương lịch sự và lịch lãm, cho nên lúc nào ông cũng thắt cái nút giữa của cái áo veston trong khi đứng, lúc ngồi thì người ta bỏ cái nút ra. Phạm Minh Chính thì ưỡn cái bụng ra đứng cạnh Tổng thống Joe Biden mà nút được áo veston vẫn để mở như vậy. Điều đó cho thấy rằng cá nhân của ông Chính đã không có hiểu biết về văn hóa ứng xử, mà cái cấp gọi là bộ sậu đàn em phía dưới đã đi học hành làm sao không biết, nó cũng không bảo cho sếp mình biết rằng ăn mặc như thế thì không có văn hóa, người ta cười cho. Ai cũng biết, trẻ con cũng được dạy rằng khi mà mặc áo veston đó, nam giới đó, lúc ngồi đó thì có thể cởi cái nút giữa ra, nhưng mà đứng dậy thì lúc nào cũng phải gài cái nút giữa lại, đó là lễ phép và văn hóa Tây phương. Nhà báo Mạc Việt Hồng hiện nay đang sống tại thủ đô Warsaw của Ba Lan đưa lên mạng Facebook của Mạc Việt Hồng một nhận xét sau đây. Rõ ràng sòng phẳng mẹ nó sợ gì là không đúng với tinh thần ngoại giao kê che của Đảng đâu, anh Chính ơi. Kê che là phải uốn éo một tí, cong queo một tí, lắt léo, và gió chiều nào che chiều ấy. Khi bão to gió lớn thì rạp xuống sát đất. Lúc trời quang mây tạnh lại ngỏng lên. Bọn phản động, cái chữ phản động này Mạc Việt Hồng viết trong ngoặc kép. Bọn phản động, nó hay gọi đó là đu dây đó anh ạ. Thưa quý vị, đây là bức hình. Tổng thống Joe Biden gài cái nút áo veston ở trên, ở ngay giữa. Còn ông Chính thì bụng phướn ra và ăn mặc cái kiểu đó đó. Văn hóa, ai có văn hóa thế ngay. Bây giờ chúng tôi trở lại những Facebooker mà chúng tôi đọc được. Một Facebooker tên là Thuần Nguyễn đang sống tại Florida thì viết như thế này. Tôi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là một lũ bố láo, bố lếu, mất dạy, ngu dốt, đần độn, bại não, vô tư cách và vô liêm sỉ. Thật là nhục cho quốc thể và làm nhục đồng bào của chúng ta tại Việt Nam. Sau khi mà điểm qua tin của Ban Việt ngữ Đại Á Rập IA và những nhận định của một số Facebooker, chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần cho phép chúng tôi nhắc lại câu của Facebooker Thuần Nguyễn đang sống tại Florida đủ để kết luận cho bài câu chuyện ngày hôm nay. Tôi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là một lũ bố láo bố lếu, mất dạy, ngu dốt, đần độn, bại não, vô tư cách và vô liêm sỉ. Thật là nhục quốc thể và làm nhục cho đồng bào chúng ta tại Việt Nam. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai. Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi tập hợp các bài viết trên mạng xã hội về chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi họp mặt với giới doanh nghiệp Mỹ do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức hôm 12 tháng 5 rằng ông sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Theo tôi thì ông Chính nên nói chuyện với người trong nhà, tức người ở Việt Nam, để chứng minh lòng thành tín của mình trước khi nói chuyện với những người nước ngoài trên thế giới. Thực tế cho thấy rằng bất kỳ ai ở Việt Nam chỉ cần có ý định nói chuyện về các vấn đề liên quan đến nhân quyền và dân chủ, chưa tới mức độ nói chuyện cởi mở và chân thành, thì đều bị ở tù. Những người bị bắt về các tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, điều 258 luật hình sự cũ, nay là điều 331, thì đều có thể bị kết án từ 2 đến 7 năm tù. Viết báo chỉ trích chính quyền tham nhũng hối lộ hoặc tố cáo quan chức móc ngoặc tham ô, ngay cả khi viết báo tung tin vịt gây hoang mang trong dư luận kiểu bên Mỹ thời bầu cử Trump. Tất cả đều không thuộc về vi phạm hình sự. Ở Việt Nam, các hành vi này đều bị quy vào tội hình sự điều 331. Tội danh này ở các xứ tư bản giấy chết nhiều lắm là phạt vạ rồi cười trừ mà thôi. Luật hình sự Việt Nam còn có các điều khoản rất chung chung ai cũng có thể bị kết tội. Đó là hành vi có ý định phạm tội. Điển hình các điều 109, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 luật hình sự cũ, hay điều 117, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 88 luật hình sự cũ. Những người có ý định phạm tội
hình phạt có thể từ 1 năm đến 5 năm tù. Còn những người bị kết án vì tội này, kiểu tù nhân nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, xét lại cho kỹ thì hành vi phạm tội của ông này là gì? Viết một bộ hiến pháp mới thay thế hiến pháp hiện thời là hành vi hay là ý định lật đổ chính quyền nhân dân à? Thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các bài viết ôn hòa không lẽ là hành vi chống nhà nước xã hội chủ nghĩa à? Yêu nước bằng một cách khác với Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc biểu lộ ý kiến cá nhân chống chủ nghĩa xã hội qua các bài báo, bài viết, bài nói chuyện không lẽ là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa à? Tại sao không bỏ tù người nói cái câu mà không biết trăm năm nữa có xã hội chủ nghĩa hay chưa ấy? Rõ ràng người nói câu này không chỉ xuyên tạc nhà nước xã hội chủ nghĩa mà còn chửi khéo cả Đảng Cộng sản Việt Nam ngu dốt đi tìm một cái thứ không có trên đời, kiểu đi tìm lá diêu bông. Bởi vậy, thay vì thách thức nói chuyện với người ngoài về dân chủ, về nhân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính nên cùng với Cộng sự Tô Lâm xét lại các bản án đã bỏ tù hàng ngàn người liên quan đến các điều luật hình sự dẫn ở trên. Tất cả những người này, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, họ bị ở tù chỉ vì họ nói chuyện thẳng thắn và cởi mở về dân chủ và nhân quyền. Đó quý ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính ạ. À. Thưa quý vị, cũng từ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng bào trên mạng xã hội rất quan tâm tới các vị bộ trưởng của ta có bằng của Đại học danh tiếng Harvard và tác giả Dương Quốc Chính đã viết giải thích về hệ cử tuyển của Đại học Harvard. Mấy hôm nay nhân dân xôn xao bất ngờ vì có tới 6 trên 12 vị bộ trưởng của ta từng học ở Harvard, chứng tỏ cán bộ của ta hơi bị giỏi đấy. Thế mà sao kinh tế thì cứ tiến từ từ nhỉ? Như đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng từng học ở Harvard đó, mà bị bọn nhân dân chửi quá trời. Nhất là ở bển không có dạy cái môn tâm linh, nên ổng tịch thu cả lư hương của ông Tuấn, tức Đức Trần Hưng Đạo. Vậy thực hư việc cán bộ ta học Đại học Harvard là như nào? Thực ra cán bộ ta toàn theo học hệ cử tuyển của trường Harvard Kennedy, là một thằng con của Đại học Harvard. Trường này đào tạo sau đại học về hành chính công, chính sách công và có những chương trình liên kết đào tạo với nước khác. Ở Việt Nam, trường này liên kết với Đại học Fulbright để đào tạo các nội dung trên. Trước khi có Đại học Fulbright thì anh em cán bộ được sang Mỹ học có thể chỉ là các lớp ngắn hạn. Lưu ý rằng trường Harvard Kennedy khác với Đại học Harvard phần còn lại nha. Cái phần còn lại đó thì danh giá và xịn sò hơn, khó được tuyển hơn. Harvard còn có một nhánh khác liên kết với người anh em Tàu gọi là Harvard Yenching, Yên Kinh, Bắc Kinh. Cũng là để lấy mùi Harvard, cái kiểu bán con dấu kiếm tiền và quan hệ ngoại giao. Quan điểm cá nhân của mình là mấy cái hệ cử tuyển này của Đại học Harvard nó thiên về làm màu cho mấy cái nước xính bằng cấp. Đại khái như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ tại chức liên kết đào tạo tại Pleiku, đào tạo cán bộ cho địa phương ý. Lý do thứ hai để xuất hiện Đại học Fulbright và hệ đào tạo liên kết với Harvard Kennedy là một dạng diễn biến hòa bình hết sức thâm độc của đế quốc Mỹ. Đây là một dạng như Viện Khổng Tử được cài ở Việt Nam hòng lôi kéo lung lạc diễn biến cán bộ của ta. Nhưng nhận thức được cái điều đó, cán bộ ta cũng chỉ lợi dụng tài trợ của bọn dãy chết nhưng vẫn kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ Bác Trọng đã chọn, quyết không để thế lực thù địch diễn biến chuyển hóa. Chính vì thế, cho nên dù có 6 trên 12 đồng chí bộ trưởng từng tráng men ở Đại học Harvard, nhưng cán bộ ta vẫn trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam ta vẫn tiến rất lừ đừ, mặc kệ bọn hàng xóm chạy nhanh. Cán bộ ta dù có bằng Harvard nhưng vẫn tỏ ra rất chi là Đại học Fulbright và hệ cử tuyển của Harvard Kennedy là điển hình kiểu diễn biến hòa bình của anh em Đảng Dân Chủ bên bển đó. Và thưa quý vị, tác giả Nguyễn Tuấn viết rằng, mẹ nó. Mấy năm sau năm 1975, tôi hay nghe những cái cách nói mới được du nhập từ miền ngoài. Một trong những chữ đó là mẹ nó hay là con mẹ nó, mà theo tôi hiểu là một cách chửi thề. Sau này tôi mới biết rằng cách chửi thề đó là do người miền ngoài học từ bên Tàu. Chữ Hoa có ý nghĩa tương đương là tạ ma dê, vốn là một câu chửi thề phổ biến nhất trong tiếng Hoa. Như vậy, mẹ nó chỉ là một mệnh đề để chửi thề bắt chước từ Tàu. Cái câu mà cư dân mạng đang bàn tán xôn xao là mẹ nó sợ gì? Mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi,
nhưng đằng sau nó có thể là một cái Freudian slip. Freudian slip có nghĩa là một phát biểu thiếu kiểm soát được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên. Nhưng mà Freud tin rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức. Cái mệnh đề đó thể hiện có thể liên quan đến tiềm thức ở đây là sợ gì? Bên ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi là mẹ nó. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ, hay nếu không sợ thì cũng đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì nó đâu có thể xuất hiện trong cái câu nói. Có thể là do phức cảm tự ti và gắng gượng làm cái kẻ bề trên. Cái Freudian slip đó, nó còn thể hiện một cái sự đối nghịch. Bên ngoài thì có thể cười cười nói như bạn bè với nhau, nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta. Nói cách khác, cử chỉ cười cười nói đó có thể hiểu như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể là be yourself, không thể là chính mình, và như vậy là đối tác không có đáng tin cậy. Cách xưng hô nói lên chiều sâu văn hóa của một người. Ngày xưa các vương triều, Tây cũng như Đông, có hệ thống xưng hô dành cho hoàng tộc, quan lại và thường dân. Chẳng hạn như ở Úc, khi gặp thủ tướng thì phải xưng là Your Honorable, hay đại sứ thì Your Excellency. Còn trong khoa bảng thì dĩ nhiên là có Doctor, Professor, Chancellor. Đó là những danh xưng cổ và xuất phát từ lễ nghi do tôn giáo hay các vương triều đặt ra. Lễ nghi đóng vai trò rất quan trọng vì nó nói lên chiều sâu văn hóa của một dân tộc hay một cá nhân. Lễ nghi còn là chất keo gắn kết các cá nhân lại với nhau. Ví dụ như trong buổi lễ thụ phong hôm kia, tôi quả thật thấy mình gắn kết với cộng đồng và với nước Úc. Thiếu hay vi phạm lễ nghi các quy ước là thiếu văn hóa vậy. Ở Việt Nam chúng ta cũng là nước có truyền thống văn hóa lâu đời được phản ảnh qua các lễ nghi và cách xưng hô. Ngày xưa, Hoàng Cao Khải gọi Phan Đình Phùng là Túc Hạ và Phan Đình Phùng gọi Hoàng Cao Khải là Hoàng Quý Đại Cát Hạ. Các bậc hiền nhân như Phan Khôi, Trần Trọng Kim khi tranh luận gọi nhau là Phan Tiên Sinh hay Trần Quân, thể hiện sự tương kính và văn hóa cao. Nhưng đến cái thời Maoist du nhập vào Việt Nam thì cách xưng hô bị gia đình hóa hay kẻ thù hóa. Trong đảng và cơ quan công quyền, người ta gọi nhau là anh em, chị, cô, dì, chú, bác. Nhưng đối với người ngoài hay kẻ thù thì thường là chúng, nó, con, thằng. Ví dụ thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Johnson. Những cái cách kẻ thù hóa như vậy chỉ làm nghèo văn hóa mà thôi. Tôi đoán rằng các quan chức ngoại giao Mỹ khi nghe cái câu mẹ nó sợ gì, thì họ chỉ mỉm cười thông cảm như là một Freudian slip mà thôi, hay biểu hiện của sự kém văn hóa, thiếu chuyên nghiệp tính. Có thể họ sẽ nghĩ với bạn bè như anh thì chúng tôi đâu có cần thêm kẻ thù. Và theo chị Hồ Lăng Hồ viết, mẹ nó hay là ịt mẹ nhà nó là một, là những cái câu chửi thề trên cửa miệng của dân Bắc Kỳ Rặc, là chủ ý khinh thường pha lẫn tức tối khiếp sợ của một đứa vừa bị chửi, bị bắt nạt. Ý kiến của Nguyễn Ngọc Gia về cái status trên thì viết rằng khi đã là thủ tướng, tổng thống v.v. tức là đã mang tính đại diện của quốc gia đó, không thể nói như người em nào đó được. Đó là căn bản về môn chính trị học với khái niệm nhà nước, công dân. Ra ngoài, đối ngoại, ngoại giao, lễ tiết, yến tiệc v.v. đều cần phải học để biết mà không bị phèn với quốc tế. Ngay cả thời xưa cũng vậy, các hoàng tử công chúa đều được dạy từ nhỏ trong tư cách người của hoàng tộc. Cho tới thời đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, những phần học đó các nguyên thủ quốc gia đều phải học bởi mang gương mặt đại diện nhà nước, chứ không phải khoe khoang hay đua đòi gì cả. Vì Việt Cộng từ thời Hồ Chí Minh kéo dài đến sau này, họ không hiểu và không chịu hiểu, không chịu học để văn minh và đúng theo cái sự hội nhập mà chính họ mong muốn. Họ mang bản tánh ương bướng, lì lợm với tư tưởng ta luôn luôn đúng, không sửa được, không dạy được họ. Tại sao? Đơn giản, họ chỉ muốn sống tự do theo cái kiểu hoang dã và luật lệ, phong cách cho đến lễ tiết đạo đức là do họ, họ dành phần định đoạt. Thế cho nên những vụng về ô dề và lố lăng vẫn tiếp diễn như cái thể chế này.
Và dù có là một nhân vật khác sau này thay Phạm Minh Chính thì cũng vậy thôi. Bởi trước đó Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải cũng trong tư cách thủ tướng, nhưng mỗi người một vẻ, mười phân vô một chỗ. Vừa rồi là các bài viết thu thập ở trên mạng xã hội viết về chuyến đi thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết khác. Chưa chết đã đặt đúng đầu đâu không? Tập vào cái đi ông, tập đầu được làm gì? Tập vào đầu chết thế nào được? Tập vào cái kia. Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng quá chưa? Làm gì? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi mua đấy. Thật sống quá. Tập vào cái đi ông được, chứ tập vào đầu. Số mày không không chết nhưng mà mày đúng đấy, đập tung vào cái đó mãi đập bao nhiêu nhát không chết lại khóc nữa rồi. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Không đập kìa, ai đập mãi không chết đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Úi trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy sao chọc dao dao cù thế cạnh cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi, dò vào đi vào dao cùn thì sao nhưng dao đấy bắt đầu chọc đi ông chọc đi xong lấy nước chảy ra đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ thế tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành rồi nằm nòng thôi, hứng nữa vào hứng ấy nó ra ngoài có chi tiết ra ngoài hết, cho dao vào lách nó ra đấy nhiều chốc nó ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở. Not,